Nhà của mấy store đóng cửa. Không có đâu nha mấy bà. Tôi đi ăn cua một kèn mỗi ngày nhưng mà shop vẫn hoạt động bình thường nha. Hôm nay mọi người cùng theo chân mình để xem nhà của mấy store có gì mới không nè. Đầu tiên bước vào shop là quá trời yếm luôn. Có rất là nhiều màu và nhiều kiểu, yếm ngắn, yếm dài, yếm quần hay là yếm váy đều có hết á. Và lúc nào cũng có sẵn những bộ đồ ngủ cute giá chỉ hơn 100 cành. Ngoài ra thì shop luôn có sẵn body mist và mỹ phẩm nha. Đặc biệt là dạo này có áo khoác gấu dâu rất là xinh nè, áo khoác kẹo và rất là nhiều mẫu mới. Rồi đây có ai thích áo khoác jean không? Tôi thì tôi lười mặc áo jean lắm, nhưng mà mấy mẫu này mà phối với chân váy là hơi bị đẹp. Và cái sản phẩm mà bán chạy nhất tại shop đó là nail box đó mọi người. Toàn là mấy cái mẫu cute dễ thương với lại nhiều đá thôi nha. Shop tuy nhỏ nhưng mà cái gì cũng có, vào đây rồi là không có muốn ra luôn. Đây là cái câu mà mình hay nghe khách nói nhất luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người lên tầng 1 xem có gì trên tầng 1 nha. Bước lên lầu một cái là thấy toàn là túi xách với là giày thôi á. Mấy cái mẫu áo này mà mấy bà mặc đi Đà Lạt là hơi bị ok. Dạo này shop còn có mấy cái túi xách rất là cá tính và độc lạ luôn nè. Hoặc là mấy cái mẫu cầm tay như thế này xách đi tiệc rất là sang nha. Tiếp theo là áo thun đồng giá chỉ có 89 cành thôi. Áo thun này thì rất thích hợp cho các bạn mặc đi học thêm. Đặc biệt là không sụ lông, không bay màu nha mọi người. Form giấu quần mặc hàng ngày thì rất là năng động, dễ thương, thoải mái. Tầng 1 và tầng 2 của shop thì đa số là quần áo nha mọi người. Rất là nhiều chân váy luôn. Chân váy thì có rất là nhiều size, rất là nhiều mẫu. Đây toàn là mẫu mà mới về trong tháng này không đó. Ngoài ra shop lúc nào cũng có nhiều cái mẫu chân váy tennis nha mọi người. Và sọt jean thì cực kỳ nhiều mẫu luôn á. Ghé shopping váy hoa để trông thật dịu hiền trong lần đầu đi chơi với người ấy nha. Ngoài ra shop thì có rất là nhiều mẫu áo kiểu, bánh bèo hay cá tính, đơn giản hay cầu kỳ đều có nha. Đây là mình mới review sơ sơ thôi chứ quá nhiều mẫu mình không có biết là đem mẫu nào cho mọi người xem luôn á. Đến với nhà của Mê Store, nếu mà các bạn không biết phối đồ thì các bạn có thể nhờ mình phối đồ giùm nha. Lầu 2 thì có nguyên một cái phòng váy công chúa, váy baby doll rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Đầm đi tiệc, đầm đi chơi, đầm đi chụp ảnh, cái gì cũng có hết. Rất là nhiều mẫu mã và nhiều chất liệu cho mọi người lựa chọn. Có mấy cái form rất là xinh luôn, mặc lên là y như búp bê. Mấy bà mà style công chúa nhí nhảnh qua shop tôi là đúng bài luôn. Ngoài đầm baby doll ra thì shop mình cũng có rất là nhiều mẫu dạ hội nè. Mấy mẫu maxi dài cũng nhiều lắm nha mấy bà. Đặc biệt là ở trên tầng 2 còn có những cái set đồ công chúa bánh bèo rất là xinh nha. Có nhiều khách đến muốn thử hết nguyên một cái shop nhưng mà đâu có thử nổi đâu mọi người. Rất là nhiều đồ luôn, không thể nào mà đếm hết đi. Mấy cái set style tiểu thư là rất là nhiều luôn. Đang chuẩn bị đi chơi đi du lịch mà không có biết đi đâu mua đồ thì có thể ghé qua nhà của Mr. Star tham khảo thử nha. Bye bye mọi người.